Hello, chào mừng các chị mô đến với trải nghiệm thì con gái đi top 2 lý kiện hoàn theo bạn. Còn sợ tôi thì các ông đã là cái quái gì? Cảnh báo người đồng đội cũ hãy cẩn thận đi, vì điểm yếu của ông tôi năm chắc các loài tàu thiên chim biển đầu bờ nhanh đi, vì hãy đang gặp tôi sẽ trở thành hải đăng. The key point of BLU Studio View XL is the glamorous display, but how can it play that free fire thing? Hello, chào mừng các chị mô đến với trải nghiệm thì con gái đi top 2 lý kiện hoàn theo bạn. Còn sợ tôi thì các ông đã là cái quái gì? Cảnh báo người đồng đội cũ hãy cẩn thận đi, vì điểm yếu của ông tôi năm chắc các loài tàu thiên chim biển đầu bờ nhanh đi, vì hãy đang gặp tôi sẽ trở thành hải đăng. Initially set on my BLU Vivo X, how can it play that free fire thing? Hello, chào mừng các chị mô đến với trải nghiệm thì con gái đi top 2 lý kiện hoàn theo bạn. Còn sợ tôi thì các ông đã là cái quái gì? Cảnh báo người đồng đội cũ hãy cẩn thận đi, vì điểm yếu của ông tôi năm chắc các loài tàu thiên chim biển đầu bờ nhanh đi, vì hãy đang gặp tôi sẽ trở thành hải đăng. Is this a joke? Why did my blue Vivo's I plus appear that free fire thing again? Hello, chào mừng các chị mô đến với trải nghiệm thì con gái đi top 2 lý kiện hoàn theo bạn. Còn sợ tôi thì các ông đã là cái quái gì? Cảnh báo người đồng đội cũ hãy cẩn thận đi, vì điểm yếu của ông tôi năm chắc các loài tàu thiên chim biển đầu bờ nhanh đi, vì hãy đang gặp tôi sẽ trở thành hải đăng. Why my blue G8 appears that free fire thing again? Hello, chào mừng các chị mô đến với trải nghiệm thì con gái đi top 2 lý kiện hoàn theo bạn. Còn sợ tôi thì các ông đã là cái quái gì? Cảnh báo người đồng đội cũ hãy cẩn thận đi, vì điểm yếu của ông tôi năm chắc các loài tàu thiên chim biển đầu bờ nhanh đi, vì hãy đang gặp tôi sẽ trở thành hải đăng. What was all about? How can my blue G9 Pro play that free fire thing in the first place?